thời trang á. Diễn hả? Anh diễn sao? Em diễn là cái màn hồi nãy giống như là em chơi đá gà đúng không? Nếu mà có cái màn cách góc mà đi kiểu đá gà nãy là sẽ kêu Linh Ly đúng không? Đồ không, hồi nãy em nhảy giống như Trang là chơi đá gà luôn đó. Linh Ly đi thử đi. Ngủ mỗi gì nè. Đi gì hả? Ngày sao? Anh xem nè, anh xem Linh Ly thiệt. Đó, đó, thể hiện coi, thiệt coi. Đó. Em đứng đây, em đi từ kia đi, đi từ kia đi đó. Rồi. Anh đánh hông đồ lên nha. Vô. Đó, đánh hông mạnh lên, đúng rồi. Đó, đánh tay lên. Đó, hất tóc lên coi. Đó. Sao kìa. Rồi cắt tin. Hả? À đồ sexy và hở ha. 1, 2, 3, cắt tin. Ủa à mình bị phong đòn gánh hay gì vậy? Sexy à. Em đi giống như là em bị co giật vậy. Anh thấy sợ. Anh kỳ quá à. Anh thấy sợ. Sao em đi kỳ quá vậy? Trời ơi, anh đi sợ quá hả? Kìa đi sợ chứ không phải sợ. Chưa, anh chưa chọn được ai hết.